Ơi, hello, chào anh em nghe anh em. Hôm nay hết bò anh em ơi, còn mấy con buồn buồn làm clip chơi. Và còn được bò của anh Phúc, bò nghé cầm chia anh em. Còn được 2, 4, 6, 8, 9 con bò anh em ơi. Thì hôm nay 5-60 con, mấy anh em cũng tiếp ủng hộ hết rồi. Lên clip này cảm ơn ông anh ở Tây Ninh ha, với Đồng Nai ha, với lại ở đội nội địa ở đây vòng vòng ở đây nè, đã tin tưởng và ủng hộ chạy bò của anh Phúc Lộc ha. Thì một lần nữa thay mặt anh Phúc xin chân thành cảm ơn tất cả anh em rất nhiều ở phương xa ha. Đây, đây bò cũng còn bò cù đứng được 8-9 con cũng đẹp lắm quý vị. Thì quay cái clip này ghép chung với cận cảnh này đi giao bò thịt với bò lứa nha quý vị, tổng cộng 5 con quý vị ơi, giao về Tây Ninh Dương Minh Châu quý vị, để tài xế gãy vào cái gom nè cho bò đứng im dò ha quý vị ha. Đây, đây thì ở đây là phương châm em làm ăn là kỹ lắm quý vị ơi, cái gì đó thì về cho nó im dò nuôi thôi, thịt về bất cứ cũng vậy, thì bò đi đường xa ha. Đây, đây gom nè, gom cho đứng cho nó mát dò, ai nuôi thì về nuôi cho mau lớn, còn ai thịt thì về thịt cho nặng ký ha. Rồi dắt bò lên đi. Thì bò nghé của anh Phúc thì tầm khoảng 9 con à, 8-9 con gì à. Quý vị nào mà có mua đó thì trước khi đi ra đó thì điện thoại lên số điện thoại trên màn hình đi nha, để đi ra không còn bò thì mất công ha. Số điện thoại cho màn hình là 0969818152, số của anh Phúc ha. Điện thoại để gặp anh Phúc. Còn mấy anh em nào mà có bò thịt, bò lứa đồ đó cũng muốn bán đó ha, thì liên hệ đến số điện thoại của em 0965185252 gặp em ha. Bò thịt, bò nghé, bò lứa gì đó, bự nhỏ gì đó em cũng mua hết trơn ha quý vị. Đây, đây để dắt mấy con bò này lên, bò này cũng vừa vừa gói gói bò, thịt cũng được, nuôi cũng được quý vị, mới về mấy ngày nay bắt cũng được 9-10 con, hôm nay sức cho đi 5 con, còn 5 con mai mới bắt về quý vị, không dám bắt về đông. Bữa bà bự lên chứ bự. Cái này dịch bệnh nó cũng còn hơi căng quá. Ba, để lấy ba con bự này. Dắt rồi cục đây đi. Đây. Dạ, mấy anh em mà có bò hoặc là mấy anh em cò lái gì đó, có bò đó thì điện lên cho em ha, em tới em coi em chừa tiền qua hồng cao cho. Thì địa chỉ của chạy bò Phúc Lộc mà nằm ở ấp An Hòa, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. An Giang quý vị, trên bến đò gọc á, khoảng chừng 100 mét à. Đấy, thì quý vị tới chạy đó, chạy nằm cũng sát mấy đường Phúc mà. Đây, thì đây bò đây, cắt lên xe giao cho mấy anh khách yêu nè. Đấy, đây bò này cũng vô mú dày bò quý vị. Đây, đây quý vị ơi. Đây bò dày quá. Thì một lần nữa thay mặt anh Phúc xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em trong và ngoài nước nha, đặc biệt là mấy anh em ở Tây Ninh, Đồng Nai rồi đó đã ủng hộ ha. Thì tầm khoảng mai anh Phúc cũng có nhập về lô bò khoảng 40 con bò Italy á, anh em coi chuẩn bị đi ha, chuẩn bị liền đặng mà ra
sở hữu những con bò đẹp về nuôi. Hoặc là mấy anh em mà đi không được đó thì cứ ấy đi, gọi đi anh Phúc anh quay kỹ tả hức tắc rồi anh giao về tới nhà cho nuôi ha. Đây là lô bò này của Minh Khách, anh cũng muốn nuôi, nuôi muốn thịt nè. Đấy, về cho anh muốn làm gì đó anh làm. Đây bò này dày bò ha, con bò này giao cho khách có 130 quý vị, con cổ độc 26 triệu, bò dư mét 3 mét 4 đủ về, mét 4 quay về chứ con nãy lên xe chắc con bò đó thiếu đủ mét 4 này đó. Thì chúc em quay 5 con luôn là bổ đồng bình quân con 26 triệu, giao cho khách rồi chốt cho khách. Đây con thứ ba nè, đấy đó, bò cũng ú dày dày không à, em lựa là mẫu dày được không à, đấy cho anh em về muốn binh đường nào binh đấy, thấy không? Đây. Đấy. Lên xe được 4 con, còn lại 1 con. Bò này em nhắc lại báo giá luôn là bổ đồng con 26 triệu ha. Đây, bàn lớn hay nhỏ, bò này cũng dư rồi, thiếu đủ mét 4 quay trở về à. Bán mà lô bò này quá rẻ quá vậy. Đây, 26 triệu. Lên clip này cũng xin chân thành cảm ơn anh em, cái anh chủ bò này ha. Cho em xin phép lên clip ha, và em báo giá luôn nha, mua bán công khai luôn. Đấy nè, hai con hai bên nè, nếu mà bán bò nuôi có chắc cũng là im lắm á, mà tại vì thôi anh em là mằng ăn là lâu dài ha, chứ không phải ăn nữa. Bổ đồng con 26 triệu quý vị ơi, quá rồi. Mấy anh em mà thấy yêu mến em đó, thấy bò em đó thì cho em xin một lượt đăng ký đi ha, và một lượt like. Mấy anh em mà thấy quý mến em nữa thì cho em xin một lượt chia sẻ ha, một like. Đăng ký không có tốn tiền tốn bạc gì đâu ha anh em. Rồi, xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều. Tạm biệt anh em. Hẹn anh em clip bò khác ha. Rồi.